Rồi đối với lại bài 3 của chúng ta ôn tập hàm mod. Mod là gì? Chia lấy phần dư. Ví dụ chúng ta muốn lấy 7 chia 2 dư mấy? Chúng ta bạn mod mở ra 7 là A3. Chỗ này khi mà các bạn có một cái hàm, các bạn gõ ra thì nó sẽ có một cái tiếp ở dưới nè, cho mình đọc cái hàm, và bất kỳ hàm nào thì các bạn cũng chú ý đọc cái hàm để cho nó khỏi bị nhầm. Các bạn hay bị nhầm cái gì? Là cái dấu phân cách giữa các đối số. Như vậy chỗ này chúng ta gọi là tên hàm, một đối số, hai đối số. Và phân cách giữa các đối số là dấu phẩy. Có nhiều máy của các bạn là dấu chấm phẩy. Thì tùy máy của mình là cái gì thì các bạn sử dụng cái đấy. Và chỗ này phẩy y, tức mình muốn 7 chia 2 dư mấy. Chỗ này nếu như các bạn enter được không? À, thiếu ngoặc, Excel nó sẽ tự đóng. Ok. Rồi, ở chỗ này thầy sẽ thêm một cái cột nữa để cho các bạn dễ thấy. Chỗ này thầy sẽ có là x chia y trước, rồi mới in x chia y. Để làm gì? Các bạn thấy cho nó rõ. Mình có x chia y bằng 3.5. Và nếu như chúng ta sử dụng cái hàm in, hàm in để làm gì? Được chưa? Thì các bạn có thể, nếu mà không hiểu thì các bạn có thể lít chuột vô đây. Đây, thì nó sẽ nhảy đến một cái trang và nó cho các bạn chú thích cái hàm in là hàm làm cái gì. Đó, hàm này để lấy lại giá trị nguyên, giá trị integer của cái số mình đưa vào. Và cái hàm này nó cũng gần gần giống như hàm mod, nhưng hàm mod là x phẩy y. Còn chỗ này là x chia y. Ha. Nó khác nhau một tí xíu. Như vậy chỗ này kết quả là 3.5, lấy phần nguyên thôi thì còn lại 3. Đó. Rồi SQRT làm gì? Làm gì nào? Bằng SQRT căn bậc 2 của x cộng y, x cộng y căn bậc 2. 9 căn bậc 2 là 3. Ví dụ chỗ này mình đổi thành 8 căn bậc 2 là 3.1. Round. Đây, chỗ này mới hay đây, x chia y bằng 4, 9, 10. Chỗ này mình lấy 7 đi. Những con số mà chia cho 7 luôn luôn có số lẻ, gần như là thập phân vô hạn không tuần hoàn. Chia cho 7. Các bạn chia cho 3 vẫn tuần hoàn, chia 4 thì nhiều khi chẳng. Chia 3 cũng chẳng, nhưng mà chia 7 thì những số nào bội của 7 thôi, còn lại là thập phân vô hạn không tuần hoàn. Và chỗ này chúng ta sẽ dùng hàm round. Round là gì? Round của x chia y, mình để lấy cái này cho nó nhanh. X chia y phẩy 2, thì theo các bạn kết quả sau khi thầy enter nó sẽ ra mấy? Rồi mấy nào? Kết quả 1.142857. 1.14. Ok. Nhưng nếu chỗ này thầy ghi là 3, thầy đổi chỗ này thành số 3 thì nó sẽ cho kết quả là mấy? 1.1443. Tại vì phần chúng ta bỏ đi là 857. 8 lớn hơn bằng 5 thì nó sẽ tăng phía trước lên một đơn vị là 43.
Được không nào? Rồi, hàm power. Power để làm gì? À, hàm power này nó giống như là cái shift 6 hồi nãy đó. Chúng ta lấy x rồi phẩy 4 hoặc là phẩy y đi. Không, phẩy 4 thì nó mũ 4, còn phẩy y là nó mũ y. Như vậy chỗ này 8 mũ 7, bây giờ mình cho 8 mũ 2 để mình kiểm chứng. 8 mũ 2 8 8 64. Rồi. Cái hàm product để làm gì nào? Rồi, đúng rồi, thiếu chữ T, giỏi. Hàm product thì là để gì? Để làm gì nào? Rồi, khi các bạn đọc cái hàm, các bạn sẽ thấy nè. Đối với lại hàm product có bao nhiêu đối số các bạn? Mình nhìn thấy bao nhiêu nào? Number 1, number 2 và chấm chấm chấm, tức là vô số. Như vậy hàm product thực ra là để nhân. Nếu vậy các bạn nói thầy ơi, thầy nhân, thầy lấy là x nhân y, được rồi, cần gì phải làm đến hàm product chi vậy? Như vậy chỗ này, đây các bạn mới thấy đỉnh của product bằng. Các bạn dùng product, bạn nhân từ đầu này đến cuối đây coi, enter, thì nó sẽ tự động nó nhân hết tất cả các con số này lại ha. Và chúng ta sẽ đưa vô product là một dãy D3 2.Y3, thì đây mới là đỉnh của nó. Hoặc là bạn có thể đưa bất kỳ ô nào trong bảng của chúng ta, từng địa chỉ một hoặc là một dãy địa chỉ, nó đều nhân được hết. Đó là hàm product của chúng ta. Rồi, double click xuống thì chúng ta có dữ liệu của toàn bảng. Rồi, chú ý chỗ số âm. Số âm đối với phần nguyên, bình thường chúng ta chia ra là 3.25. Phần nguyên là âm 4, chứ không phải là 3 nhé. Phần nguyên là làm tròn xuống đó các bạn. Thực chất nó là nó làm tròn xuống. Mà âm 3.25 mà xuống, xuống là âm 4, là nhỏ hơn âm 3.25. Người ta gọi là làm tròn xuống đó. Làm tròn xuống phần nguyên gần nhất. Được chưa? Đấy, chỗ đó thì chú ý giúp thầy. Làm tròn xuống phần nguyên gần nhất. Rồi, chỗ này mà mũ âm 13 mũ trừ 4. Còn nhớ không ta? 13 mũ 4 là nhân lên. Rồi, bây giờ mình làm 13 mũ trừ 2 coi nè. Những số số đơn giản thôi. 10. 10 mũ trừ 2. Ừ, không phải số âm. 10 mũ trừ 2 là đưa xuống mẫu. 1%. 10 mũ trừ 2 là đưa xuống dưới, là 1 phần 10 mũ 2 đó. 10 mũ 2 là chấm, thì 1 phần 10 mũ 2 1%. Được chưa? Mũ âm. Đấy. Rồi, ok. Như vậy là chúng ta đã xong bài 3. Cũng khá là đơn giản ha. Như vậy bình thường